Hello, xin chào tất cả các bạn của CV Shop. Thì trước giờ thì bộ nồi nào dùng cho bếp từ chính là nỗi băn khoăn hay là sự quan tâm rất nhiều từ tất cả các bạn và các anh chị trên CV Shop. Và đặc biệt là bộ nồi Fischler Original thì được nhận sự phản hồi rất tốt từ tất cả các anh chị. Và khi anh chị nhận được những bộ nồi Fischler mà CV Shop bán thì tất cả 10 trên 10 đều hài lòng. Đấy, đó là sự cam kết của CV Shop. Và bộ nồi Fischler Original hiện tại là bộ nồi cao cấp nhất của Đức, của WMF. Và đặc biệt của thằng Fischler là 135 năm tuổi. Và công nghệ của nó là cực kỳ xịn, cực kỳ tốt. Và khi mình ở Đức thì mình thấy những cái bạn Trung Quốc bạn hay ra những Galeria Kaufhof hay là những siêu thị tại Đức thường thường mua những bộ nồi này về. Đấy, và xách tay về bên Trung Quốc người ta dùng. Đấy, bộ nồi Fischler Original đã chứng minh. Và các bạn đi vào những nhà hàng nổi tiếng hay những biệt thự 5 sao, hay đặc biệt các bạn có thể đọc những trang báo. Đấy, các bạn có thể là lên Google, các bạn search, các bạn gõ bộ nồi Fischler, các bạn hiện ra rất nhiều bài báo như là Dân Trí, VN Express hay là những người nổi tiếng review về bộ nồi này. Bởi vì là sao ạ? Không phải là để quảng cáo mà tất cả các bạn, bởi vì nó rất là tốt. Và hàng Đức thì nó không có cần nhiều chi phí marketing để quảng cáo, và chi phí marketing tốt nhất của nó chính là marketing truyền miệng tất cả các bạn. Và khi mà marketing truyền miệng thì một khách hàng sử dụng một bộ nồi tốt thì họ đã truyền tay nhau và đã chứng minh là bộ nồi Fischler Original thì tất cả các nước trên thế giới hiện nay là trong mỗi gian bếp đều có cái bộ nồi Fischler Original này. Và đặc biệt ngày hôm nay thì mình trước giờ mình hay quay review những cái bộ nồi là Fischler Original nhưng mà nó là phiên bản nắp kính nha tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn của CB Shop thêm một sự lựa chọn mới nữa, chính là bộ nồi Fischler Original nắp thép. Nhưng mà phiên bản này gọi là phiên bản Fischler Original Pure, có nghĩa là sao ạ? Là phiên bản được làm mới so với bản, có nghĩa là nó giống hệt như Fischler, những bộ nồi trước kia mình dùng, nhưng mà nó hướng đến đối tượng là sự trẻ trung, là các bạn có thể thấy là tay cầm nó được thiết kế hơi vuông vức một tí. Đấy, nó không có mềm mại như cái thằng như cái bộ trước mình giới thiệu. Tuy nhiên chất lượng nó là vẫn như nhau nha tất cả các bạn. Và thương hiệu Fischler thì mình không thể nào nói giới thiệu thêm nữa, bởi vì nó đã chứng minh rồi trên thế giới rồi, ra đời năm 1845, là tuổi đời nó hơn 140 năm rồi đó tất cả các bạn. Rồi, mình hôm nay mình sẽ giới thiệu chi tiết cái bộ nồi Fischler Original nắp phiên bản, gọi là phiên bản nắp thép nha tất cả các bạn, nắp inox, mà được sự quan tâm rất nhiều từ các bạn anh chị. Và đợt này vừa rồi thì mình vừa đã bán được 6 bộ nồi Fischler Original, và hôm nay thì mình đã sẽ giới thiệu chi tiết lại cho tất cả các bạn để các bạn có sự lựa chọn đúng đắn. Và hiện giờ thì giá đang rất tốt tất cả các bạn, và giá tùy từng thời điểm nha. CB Shop, tại sao nhiều bạn là anh chị báo làm giá mỗi thời điểm khác nhau? Bởi vì CB Shop nhập từ Đức về thì tùy thuộc theo giá của vận chuyển, và thứ hai là tùy thuộc vào tỷ giá euro mà mình bán nha. Và tuy nhiên các bạn mua tại CB Shop thì giá rất là tốt rồi đấy, bởi vì các bạn ra những trung tâm thương mại thì các bạn mua bộ nồi này chỉ trên 25 triệu, 26 triệu tất cả các bạn. Rồi, đầu tiên mình sẽ cân lên cho tất cả các bạn, cân để biết là bộ nồi này nó nặng bao nhiêu ký. Đấy, review chi tiết nhất. Và cân của mình đây, mình để ở số 0 nha, không ăn gian nha các bạn về nha. Rồi, mình sẽ cân cái bộ nồi này lên để các bạn biết là chi tiết cái bộ nồi này nặng bao nhiêu ký. Rồi, bộ nồi này nhìn sơ. Rồi, mình tiếp tục quay nha tất cả các bạn. Hồi chiều thì mình đang quay thì điện thoại nó hết pin. Thì giờ đã là 8 giờ rồi, mình tiếp tục mình review cho tất cả các bạn. Rồi, hồi nãy thì mình đã cân là bao nhiêu ạ? Các bạn nhớ là bao nhiêu ký ạ? Là 13,8 kg phải không ạ? Gần 14 ký cho một bộ nồi Fischler Original nắp vung và kèm thêm một chảo. Và bộ này mình quay lại gần một tí xíu nha tất cả các bạn. Bộ này là sao ạ? Bao gồm là 4 nồi, 1 quánh và 1 chảo thép. Và các bạn biết cái chảo thép này cực kỳ xịn nha tất cả các bạn. Và giá hiện tại của nó là nếu mà các bạn mua lẻ tầm 3 triệu tầm 3 triệu rưỡi đấy. 3 triệu rưỡi đến 3 triệu 8 một cái chảo này đây nha tất cả các bạn. Các bạn biết là thằng Fischler là nổi tiếng cực kỳ mắc, tuy nhiên nó mắc nhưng mà nó xứng đáng đồng tiền tất cả các bạn. Và tất cả các bạn, các khách hàng của CB Shop khi mua bộ nồi Fischler Original về và phản hồi lại về cho shop là dùng rất là ưng ý và không tiếc cái đồng tiền mình bỏ ra. Và các bạn thử đặt cho mình một câu hỏi này. Một bộ nồi các bạn có thể sử dụng bộ nồi này và sử dụng là được 100 năm, hơn 100 năm các bạn có thể để đời lại cho con cháu của mình. Tuy nhiên một cái điện thoại iPhone 13 thì sao ạ? Các bạn mua vài 3-40 triệu các bạn lại không tiếc phải không ạ? Các bạn sắm những món hàng công nghệ nhưng mà những món hàng công nghệ đó tầm 3-4 năm là nó lỗi thời và các bạn lại sắm thêm một cái. Vì vậy người Đức luôn là gọi là người Đức thực dụng. Và mình để ý là dân Đức
Nó ít xài những cái dụng cụ công nghệ lắm, ý là điện thoại rồi laptop rồi nó sử dụng thôi, nhưng mà những cái thứ của nó như là nồi dụng cụ gia đình hay là những cái gì của nó làm ra như là đều là xứng đáng đồng tiền tất cả các bạn. Và bộ nồi này thì các bạn xài nhiều hàng trăm năm đấy. Thì mình ở bên Đức thì mình có sử dụng những cái bộ nồi của mình vào những nhà của Đức, những người bạn của Đức thì có những cái bộ nồi từ thế giới thứ hai để lại tất cả các bạn. Đấy, các bạn biết là truyền từ đời này sang đời khác bởi vì rất là chất lượng, và chất lượng thép của nó thì không bị hoen rỉ theo thời gian. Rồi mình nãy giờ mình đi hơi lạc đề một tí xíu, và mục tiêu của hôm nay là review bộ nồi phải không ạ? Và các bạn mình hơi lạc đề một tí xíu, sorry tất cả các bạn. Rồi, bộ nồi này được gọi là gì ạ? Original Profi Collection Top Set Non Telling Granted Service Frank, có nghĩa là Original Collection có 5 món cộng với một cái chảo. Đấy, cái chảo này warranty là bao nhiêu ạ? 10 năm, tuy nhiên hàng nước này mình xài cả trăm năm còn được chứ không hồ chỉ 10 năm phải không ạ? Đấy, một Fischler thì cái nào nó cũng vậy thôi. Các bạn nhìn thấy không? Đây là toàn tiếng Đức thôi. À, nhiều anh chị ở Việt Nam là gọi mình là ơ nồi của em là có tiếng Việt không? Không, mình nhập từ Đức về tất cả các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Toàn tiếng Đức không? Bên này là gì ạ? Một từ tiếng Đức, này là tiếng Anh. Đấy, công nghệ của nó là gì ạ? Được sử dụng cho tất cả là bếp, bao gồm như là bếp hồng ngoại, bếp gas, điện rồi bếp từ. Đấy. Kusta, đây là cái thương hiệu original này, hồng bông sao này, rất là xịn này. Rồi dùng được thép 18-10. Đấy, tay cầm cách nhiệt, rồi trong này là chia vật nước. Đấy, công nghệ của nó có thể là giữ được vitamin nha các bạn. Các bạn nấu là lượng nước sẽ đối lứa lưu đấy. Các bạn thấy không? Giữ được nhanh chín, giữ được vitamin luôn. Thoải mái bỏ vào trong lò nướng luôn. Đấy, chảo này dùng để grill. Đấy, dùng để grill là nướng thịt. Đấy, tất cả bạn. Tuyệt vời cái chảo, cái bộ nồi này. Rồi, bây giờ mình sẽ gỡ từng chi tiết từng món ra và giới thiệu cho tất cả các bạn xem. Đấy, mình sẽ gỡ từng chi tiết từng món ra. Giờ là 8 giờ rồi. Mình quay nó hơi bị tối. Đầu tiên đây là gì ạ? Đấy, rất nhiều tất cả các bạn và rất nhiều anh chị rất là thích cái phiên bản gọi là phiên bản nắp vung. Đấy, nắp thép đây tất cả các bạn. Đây, Fischler đây, một cái sổ hướng dẫn sử dụng của nó thôi. Fischler. Đây, mình trước tiên. Đầu tiên là mình cầm cái nắp của nó, mình sẽ cảm nhận thế nào ạ? Nó rất là đầm tay các bạn. Các bạn mua về các bạn sẽ thấy nó đầm tay cỡ nào. Nó khác một cái nắp bình thường lắm. Nó đầm tay lắm các bạn. Nó nặng bởi vì nó làm bằng từ thép rất là nặng, rất là dày. Nhưng mà các bạn hình dung là các bạn cầm gọi là rất là đầm tay. Đó. Fischler rất là đẹp nào. Fischler này, khắc rất là tinh xảo. Rồi, tiếp tục. Cái nắp này thì cái phiên bản thua này nó sẽ hơi lõm một tí xíu, rồi sao ạ? Để các bạn đậy nó sẽ khít hơn. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo. Rồi, đây là một chiếc quán của nó, một nồi năm nồi một quán tất cả các bạn. Đấy, rất là nặng, rất là đầm tay. Và phiên bản này thì nó thiết kế đây cái này là các bạn hình dung là đây là một cục thép luôn đấy. Đây này, thép đặc luôn á. Thép đặc luôn. Các Fischler rất là tinh xảo. Đấy. Fischler cái phiên bản này, phiên bản pure nó thiết kế rất là đẹp, đẹp hơn cái phiên bản bình thường. Đấy, dùng 5 ngôi sao nha các bạn. Tất cả các bạn được dùng từ 18-10, thép 18-10 này. Made in Germany, sản xuất trực tiếp tại Đức và số 4821 sản xuất năm 2021 nha. Rất là đẹp. Đầu tiên chỉ là một cái quán. Nhìn nó đẹp hơn cái phiên bản kia. Phiên bản kia thì cái chỗ này nó sẽ bè bè ra một tí, còn cái này nó sẽ làm vuông vức hơn. Đó. Rồi mình sẽ cân cái đầu tiên mình sẽ cân lên. Cân cái này lên bao nhiêu ký ạ? Cái này là 1 ký nha, cái quán 1 ký. Rồi mình sẽ để ra đây. Tiếp tục mình sẽ gỡ từng món chi tiết ra cho tất cả các bạn. Rồi, tiếp theo đây là gì ạ? Đây chính là một chiếc chảo. Chảo này 28 cm. Đấy, rất là xịn. Đây là một cái chảo 28 cm. Rồi. Cái chảo này rất là nặng tất cả các bạn. Rồi. Và mình có thể là cân lên bao nhiêu ký ạ? Đây là 2 ký một cái chảo đây. Chảo này dùng để làm đây các bạn, chảo này 2 ký cho cái chảo này. Rất là nặng. Các bạn mua cái chảo này về các bạn gọi là không thể nào. Các bạn hình dung là cái chảo này nặng lắm, 2 ký lắm. Chảo rất, các bạn cầm lên kiểu như là mình đang cầm một cái cục thép vậy đó. Thép rất là xịn. Đây các bạn, chảo này sâu là này. Rất là sâu nha tất cả các bạn. Sâu này là 10 cm. Trong này là làm bằng vân tổ ong nha, dùng để nướng thịt, nướng đồ đấy. Rất là nặng. Rồi, đây là Fischler này. Đấy, Fischler là made in Germany. Rồi, chảo này chống dơ
cách nhiệt luôn, rất là đẹp. Rồi chảo này rất là đẹp tất cả các bạn, xịn lắm, nặng, cực kỳ nặng luôn. Rồi rồi tiếp theo là gì ạ, mình sẽ gửi tiếp hàng món hàng tiếp theo. Đây chính là bộ dụng cụ của nồi của nó. Đầu tiên đây là một cái nồi, nắp đây là một cái nắp rất là khổng, rất là đồng. Mình cầm một tay rất là khó khăn tất cả các bạn, nó nặng lắm. Rồi tiếp theo mình sẽ gửi một cái nồi này ra. Mình đánh giá cái phiên bản này, phiên bản Pure Original Pure là phiên bản thiết kế đẹp hơn, đẹp hơn so với phiên bản Original. Pure thì nó thiết kế kiểu vuông vức hơn tí xíu, bạn tay cầm vuông vức hơn này, đẹp hơn nhiều á tất cả các bạn. Mình đánh giá là đẹp hơn nhiều. Đây, nắp đậy rất là khích tất cả các bạn nha. Phiên bản Original kia thì nắp đậy nó khó, sẽ nó, cái này nó thiết kế hơi lõm đõm xuống một xí này. Đấy, các bạn đậy là rất là khích luôn, đẹp lắm. Rồi cực kỳ đẹp tất cả các bạn. Rồi đây chính là bộ bao nhiêu ạ, 2 kg cho cái nồi này, 2 kg cho nồi này nè. Nồi này, đây, phiên bản này tay cầm các bạn nhìn hình dung này, tay cầm thiết kế rất là tinh xảo, rất là đẹp. Đấy, cái này rất là vuông vức, rất là đẹp tất cả các bạn. Rồi tiếp theo đây là gì ạ, đây chính là một cái nồi 6,5 lít rất là nặng, mình cầm một tay rất là khó khăn tất cả các bạn. Bộ nồi này mình cầm một tay rất là khó khăn. Đấy. Và phiên bản nắp thép này rất nhiều anh chị quan tâm và lựa chọn, bởi vì người ta thích nắp thép sử dụng gọi là bền vững với thời gian tất cả các bạn, gọi là trường tồn với thời gian luôn. Và phiên bản này mình đánh giá là đẹp, mình nặng quá tất cả các bạn ơi. Các bạn mình quay clip có sao thì mình nói vậy nha tất cả các bạn, mình không bao giờ mình bốc đồng hay là mình không bao giờ nói quá. Các bạn nếu mà các bạn nặng, các bạn mua về các bạn cảm nhận đi, rồi các bạn sẽ thấy mình không bao giờ nói quá. Nồi này rất là nặng bạn, các bạn cầm, mình cầm một tay rất là mệt, rất là khó khăn đấy tất cả các bạn. Ôi nồi này bao nhiêu ký ạ, 2,5 kg, 3 kg cho một cái nồi chưa có nắp, 3 kg cho một cái nồi chưa có nắp. Các bạn thấy độ xịn của nó là đậy một cái nắp vào rất là khích. Đấy, bộ nồi này gọi là mình đánh giá rất là đẹp. Rồi tiếp theo đây là gì ạ, hai cái nồi nắp thấp. Ai, các bạn hình dung này, nồi được rất là đẹp, rất là tinh xảo, không? Tiếp theo, rồi mình sẽ gõ cái nồi này lên. Bạn nhìn, nồi này rất là tinh xảo, rất là đẹp. Đợt này mình nhập về vài bộ thôi mà cháy hàng luôn tất cả bạn nha, không có ấy luôn. Tiếp tục mình quay một người một mình nên mình điện thoại rung hơi lắc. Nồi này tiếp tục là bao nhiêu ký ạ, 1,5 kg. Đấy, 1,5 kg cho một cái nồi này, nó nặng. Các bạn cầm về các bạn sẽ thấy sự cầm tay của nó. Rồi hết rồi, trong này hết rồi, mình sẽ gom lại nha, mình sẽ đặt lên từ từng cái cho các bạn xem. Rồi đây là một nồi đầu tiên. Tiếp theo đây, đó là cái nắp này, rất là đẹp không ạ, rất là vừa khích luôn. Phiên bản này mình đánh giá là đẹp hơn. Đấy, tiếp theo một cái quán, một cái chảo. Đây tiếp tục phiên bản này. Đó. Rất là đẹp, rất là tinh xảo tất cả các bạn. 5 món. Đây, một nồi, một chảo, một nồi lớn, một quán. Đây, tiếp tục. Đây một cái nồi tầm trung nữa. Rất là đẹp. Cho bộ nồi 5 món, 6 món kèm chảo. Và phiên bản này mình gọi là phiên bản nắp thép nha tất cả các bạn. Rất là thép, nhìn rất là đẹp. Rồi.
mình quay mình giới thiệu cho tất cả các bạn thêm. Thì bạn nào thật sự thì xin thưa tất cả các bạn, thì nếu mà mình quay thì các bạn vẫn chưa cảm nhận được sự gọi là sự đẹp của nó đâu, sự hoàng. Các bạn về mua về các bạn cảm nhận thì các bạn mới thấy độ tinh xảo của nó, độ xịn sò của nó nha. Rồi và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo. Và bạn nào quan tâm bộ nồi Fisler Original này thì các bạn có thể liên hệ CP Shop và mình có để số điện thoại nha. Các bạn có thể kết bạn Zalo và vào Facebook của shop để bạn tham khảo thêm. Và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của CP Shop để mình có những món hàng nào từ Đức về thì mình review, mình giới thiệu cho tất cả các bạn nha. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.